Chúa là một con vinh tâm chỉ con sao.
đức ái, thư thứ nhất của Thánh Gioan. Chúa Cha và người con, hãy mang lấy ách của tôi. Matthew chương 11. Vào lúc ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Khi quy hoạch thành phố tương lai, người ta không quên dành một khu vui chơi giải trí. Nghỉ ngơi thư giãn là một nhu cầu quan trọng cho những ai sống trong nền kinh tế thị trường. Nghỉ ngơi không chỉ cần cho thân xác hay trí óc, nghỉ ngơi còn cần cho tâm hồn. Cái tâm của chúng ta cần được sống trong an tĩnh, giữa sóng gió dao động, giữa chợ đời bon chen. Nhiều người bị suy nhược thần kinh, bị stress. Có người tự tử vì không đủ sức để tiếp tục sống. Đức Giêsu mời chúng ta đến với Ngài. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, gánh nặng của nỗi đau và vấp ngã trong quá khứ, gánh nặng của trách nhiệm và yếu đuối hiện tại, gánh nặng phải mang vì người khác. Tất cả những ai bị căng thẳng và lo âu, chán chường và mệt mỏi, tất cả những ai muốn tìm được một chút nghỉ ngơi, hãy đến với Ngài, ta sẽ gặp được sự an tĩnh. Hãy mang lấy ách của tôi. Đức Giêsu không ngần ngại nói đến ách của Ngài, mà những kẻ đến với Ngài phải mang. Ngài không giấu ta về những đòi hỏi nghiêm túc, về con đường hẹp mà ít người muốn đi, về thánh giá mà ta phải vác để theo Ngài. Như thế, sự an bình thư thái Ngài hứa ban đâu phải là thứ bình an rẻ tiền, không cần từ bỏ. Đó là thứ bình an ngay giữa khổ đau và nước mắt, vì biết mình được Thiên Chúa yêu thương, vì xác tín là mình đang làm đúng ý Thiên Chúa. Nếu ách của Ngài êm và gánh của Ngài nhẹ, thì là vì chúng ta được đón nhận trong tình yêu. Tình yêu làm cho mọi sự trở nên êm nhẹ. Chỗ nào có lòng yêu mến, thì
thì không cảm thấy vất vả. Mà giả như có vất vả đi nữa, thì người ta cũng thích cái vất vả đó. Hãy học với tôi. Đức Giêsu kêu gọi chúng ta làm học trò của Ngài. Chúng ta học trường Giêsu, học thầy Giêsu, học bài Giêsu. Bài học nằm nơi chính trái tim Ngài. Vì tôi có trái tim hiền hậu và khiêm nhu. Khi mang trong mình những tâm tình của thầy Giêsu, thì tâm hồn ta sẽ được bình an trở lại. Chúng ta cần học theo thầy Giêsu suốt đời. Cần lột bỏ những tự hào về khôn ngoan thông thái. Cần sống hồn nhiên khiêm tốn như trẻ thơ. Chỉ như thế, chúng ta mới được thầy Giêsu mặc khải và đưa vào thế giới của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con trở nên đơn sơ bé nhỏ. Nhờ đó, con dễ nghe được tiếng Chúa nói, dễ thấy Chúa hiện diện và hoạt động trong đời con. Sống giữa một thế giới đầy lọc lừa và đe dọa, xin cho con đừng trở nên cứng cỏi, khép kín và nghi ngờ. Xin dạy con sự hiền hậu, để con biết cảm thông và bao dung với tha nhân. Xin dạy con sự khiêm nhu, để con dám buông đời con cho Chúa. Cuối cùng, xin cho con sự bình an sâu thẳm, vui tươi đi trên con đường hẹp với Ngài, hạnh phúc và được cùng Ngài chịu khổ đau. Amen.